Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em xem một cái coin này, Bill 3. Đó, tầng 9 của cái tem này chắc là đóng nguyên. Và hôm qua mình vô mình xem sơ sơ cái update mới anh em. Update mới hình như là nó có một cái mà gọi là nó có nhiều thứ mới, còn hình như là con hén mới bên là tên là Tôn Sách Hén đúng không? Ê, thì nó đã cập nhật lên tới trên này luôn nè anh em. Mà mình nghe cái chiêu nó thôi là mình thấy nó ghê rồi. Thiệt, mình nghe cái chiêu của nó thôi mình thấy ớn rồi đó. Đúng là tướng này là tướng bá meta luôn thì phải nè. Đây, phá dân phục hộ. Nội tại của nó là khi tấn công ở trạng thái xương bá gây cho toàn địch 102 sát thương vật lý mỗi lần kích hoạt cần tốn 4 nộ khí. Cái này là bình thường ha. Rồi anh em đi xem cái thằng binh của nó nè. Nếu mục tiêu ngự giáp vượt quá 100 HP trước khi tấn công, nếu mục tiêu có ngự giáp vượt quá 100% HP tối đa thì mỗi tầng hăng hái tăng thêm 5% tỷ lệ bạo kích chỉ hiệu lực trong tấn công lần này. Rồi nói chung là cái thằng binh của nó đấm như những cái thằng có ngự giáp nhiều sẽ tăng tỷ lệ bạo kích vậy thôi, nhưng cái thiên phú nó ghê lắm. Đây là một trong những cái thiên phú mà khá là khủng khiếp nhất của công tử Tôn Sách luôn nè. Ở phía thăng 3 thôi nha, trong trạng thái xưng bá trước khi dùng kỹ năng, mỗi tầng hăng hái có 3% ngự giáp hiện tại của mục tiêu. Cái này nó cũng giống như một cái kiểu mà gọi là hùng túc luôn anh em, y gây như cái hùng túc luôn. Sau khi dùng kỹ năng, nếu ngự giáp mục tiêu vẫn cao hơn HP 100% sẽ xóa hiệu quả ngự giáp bằng 240% tấn công của Tôn Sách. Anh em thấy ghê không? Đọc tới đây thôi là mấy cái tướng mà gọi là meta hiện tại như đại kiều đồ này nọ gặp phải ngán phần nào đó. Đây là một trong tướng mà gọi là tướng sát thương nha anh em, bên hén sát thương nè. Rồi con Tôn Sách này sẽ là một trong những carry thay thế cho Quan Vũ và Lữ Bố luôn. Cái chiêu của nó thì anh em biết là nó sẽ gây nè. Nè bây giờ anh em sẽ coi là gây cho mục tiêu kỹ năng của nó nha. Gây cho mục tiêu hàng trước 100% sát thương vật lý thêm một tầng hăng hái. Đó, sau khi tấn công bản thân. Cái này lại là mặc định, nó giỡn cái là ở mặc định hàng á, nó này nó đánh hàng trước thôi. Gây cho mục tiêu hàng trước. Chứ mà nó random như Võ Thánh thì nó bá lắm luôn cái con tướng này á. Nó random như Võ Thánh như Tô Quyền đồ gì nè. Tháng đầm chiếu trích. Đây. Khi có đủ 6 hiệu kiếm hồn nè, bỏ qua không khống chế nè, 100 sát thương vật lý nè. Gây cho toàn bộ phe người ta luôn, gián tiếp có trực tiếp nè, gây to cho toàn đội phe địch nè. Có mấy cái chiêu vậy nó mới mạnh được, như Lữ Bố đồ này nọ nó mới mạnh được. Còn mà chiêu mặc định hàng thì mình không biết sao khi mà nó ra mắt đây. Rồi hôm nay mình sẽ vô tới con ngạc anh em, mình mới cập nhật cái meta mới cho anh em xem sơ sơ thôi. Chắc anh em đã thấy rồi và đã đọc rồi hết rồi, nhưng mà mình muốn cho anh em biết là nó bá cỡ nào ở cái meta hiện tại thôi. Thì bây giờ là con Tôn Sách đưa vô mà mấy tem Bill 3, Bill 4 mới để tăng hàng trước, không biết Tôn Sách nó đấm kiểu gì thì mình vẫn chưa biết được. Kiểu này phải 2 carry anh em. Và con ngạc này ở cái server gọi là quên mãi chứ mình chưa cho anh em xem server đúng không. Đây là một ngạc bếp 6 ở server 1231. Đây bây giờ nó update lại nè, nó để rõ ràng hết trơn ha. Bây giờ sau phiên bản này cảm giác như nó đổi rất là nhiều thứ. Ở bên này nó cũng có đổi đồ giám ngoại hình nè, đồ giám này nó phân từ bậc hết cho mình, nó cũng dễ hơn chút nè. Skin hành chính rồi nè, skin hành chính là đây, anh em muốn cái bối cảnh nào thì để ra đây cũng dễ cho anh em chỉnh luôn. Ví dụ mình thích cái chết mày không. Không phải thích là được đâu anh em, phải tốn ngọc đó anh em ơi. Đây, ở đây có hai cái này là tốn 5.000 vàng, đây là cái mình đang hoạt động. Cái này là mua sẽ nhận, còn cái này là mình thích sải này đúng không? Anh em nhìn nè, thích sải này nè, tôi đang thích sải này. Lấm, hoạt động đa mở. Anh em nhìn nè, y gan trong này không nha. Ủa đéo giống ta, sao kỳ ta. Khoan, lại. Mình đang sải trong cái này. Đang dùng nè, hoạt động y cái này là không phải, cái này hoạt động nó mới mở anh em ơi, cái này mua nó mới nhận được, cái này mua nhận cái. Bây giờ hiện tại là mình chơi cái này là khi có sự kiện nó mới ra. Con này mua tốn 500 ngọc, này mua tốn 500 ngọc. Ủa, cái nào nãy tốn 500 vàng đâu, tiêu 5.000 vàng đâu rồi. Tốn 5.000 vàng này phải tốn gì làm gì trời, cảnh không. 5.000 vàng đó ít đâu, mua cái chủ ạc chửi nát bét chân. Rồi con ngàn này ở server cấp đang đứng hàng 8. Server 121 thì biết rồi, đứng hàng 8 nha. Và lực chiến nó anh em thấy nó lắc, nó có một kiểu sấy nhìn nó cũng đỡ một chút ha.
À, lực chiến tuyến hiện 3 nha. Và cụm này server cũng không có, server này cũng không có nhiều whip lắm. Và đã đạt được 2.665k. Điểm danh thì sao đây? Ồ, cái này có cái vụ yến tiệc này nhìn cũng hợp lý thế nhờ. Đó, nó đổi cái yến tiệc mới nhìn nó phong phú hơn anh em. Hình như cái yến tiệc là mình chưa được nhận nè, mình chưa nhận cái gì nè. Ủa? Cái này phải bù, bù tốn 500 vàng ảo thế. Tốn nhiều à. Rồi, điểm danh thì 159 ngày thôi anh em, cũng rất là mới. Vô tới ngày luôn nha, main Quang Vũ. Main đỏ Quang Vũ thần binh cộng 100 luôn nè, thức tỉnh 7 sao. Một set kim, bảo vật kim, ngựa tinh ô văn, danh tướng kinh kha, chiến pháp cường công bạo ngược. Tiểu kiều thức tỉnh thì không sao luôn, thằng binh cộng 32, set đỏ, bảo vật đỏ luôn, ngựa tử tinh, danh tướng là hình như là mình xài con tử tinh này không có tác dụng trong tem này luôn. Đây, tử tinh. Rồi cao tiệm ly chiến pháp đồng tâm sách với lại cái là gọi là cái như bàn thạch. Tiếp theo là con đảo nguyên niết bàn 3, thằng binh cộng 52 có đá luôn nha. Cho anh em xem đá luôn. Đá này là đá sau khi kích hoạt hồi ngự giáp bằng 30% HP của bản thân. Mà không phải là đam chính cũng không ngon anh em ơi. HP cũng không có nhiều. Đây một ba món đỏ, một món kim, bảo vật đỏ, ngựa phong ô văn, danh tướng đang xài là Trương Lương, chiến pháp khích tướng và đảo biến. Rồi, và sổ của con hàng này thì chắc bốn à. Bốn sổ đều đều cho anh em xem. Ở ba luôn, kiều chưa lên đỏ luôn. Cái đó chỉ là ngoại hình thôi. Đây là bốn sổ luôn của con men nha. Men nó được 36 triệu, gấp đôi cái lực HP của con Đỗ Quyên đang sở hữu mà. Bởi vì cái kiều vẫn chưa ngon. Đây là cái tem đi ải à. À đi ải gì? Ông để đi ải xong cái chặng hai ông không có để cho gì thôi, lưu chặng một chi. Một khi đã không lưu chặng thì thôi, chứ mà lưu chặng để đi ải là đúng ra là cái chặng hai phải để BK. Đó, nó phải mới để tôi thấy chưa đi ấy cho bá lửa đây mà nhìn tới nhìn luôn chắc chắn là phải có chặng hai ai ngờ vô mình bị lừa thêm cái, có nghĩa là chặng hai là mình đưa vô là tự mình ship luôn á. Rồi qua tỷ luyện của đam chính luôn, tỷ luyện thì đó tăng sát thương trúng độc 21%, tăng sát thương tiêu tăng sát thương trúng độc 19, tăng sát thương tiêu đốt 21, đủ hợp lý. Cái này là du cát nó xài á, chặt phòng 30%, chính xác 4%, đỡ kháng ngụy 24%. Thay vì kháng bị hay nọ mình lấy né tránh với lại chính xác với lại HP với lại công là ok nhất cái đây. Kháng là kháng bạo luôn chứ đừng có kháng nước nó tệ hơn. À là anh em kháng bạo luôn 30-40% cũng được, mà lấy kháng ngụy kháng ngô kháng quần thôi là kháng thẳng cái bạo kích luôn là đẹp nhất. Rồi ok thì bây giờ mình sẽ qua tới cái phần khác, đó là cái phần thằng giỏ đi. Thằng giỏ đây là Nhược Xã Cung 1 sao, Chỉ Thiên Kiếm 3 sao, Bổ Thiên Thạch 1 sao, Túi Càn Khôn 1 sao và Chỉ Thiên Kiếm đang dư là chuẩn bị lên 4 sao ha. Thằng giỏ cũng được. Không có bị thọt thằng giỏ. Thẻ biến hình. Thẻ biến hình. Đây, thẻ biến hình là đang có là 1 2 cái 4 5 cái thẻ biến hình đỏ và 2 4 6 7 cái thẻ biến hình cam. 5 đỏ và 7 cam, trăm mấy ngày. Có nhân phẩm không ta? Theo anh em nghĩ là có không? 5 cái đỏ 7 cái cam mà của một trăm mấy chục ngày, cần coi như 200 ngày đi. Nếu mà theo mình đó nha, theo mình là có nhân phẩm rồi đó, chứ mình chơi là cục bóc ngày xưa nhiều là anh em hiểu rồi đó. Đen cỡ nào rồi? Đen với đỏ. Cẩm năng kim nhiều nha, đây một cái hiệp lực 2 3 cái cẩm năng ngon luôn á. Và rồi đúng ba cái cẩm năng ngon rồi anh em, ba cái thôi, hết, không còn cái nào nữa hết. Có lâu 10 gì không? Lão 10, văn quá hơi nè. Không có luôn nè. Mình tin vô miếu luôn nè, nhìn là mình tin level 2 thôi, chưa được lên level 3 luôn. Một viên 7 màu mới lên được level 3. Rồi bây giờ mình sẽ ra tới cái phần tướng. Trước khi vô phần tướng thì anh em nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha anh em. Cảm ơn em rất là nhiều. Chúc anh em có buổi chiều thật là vui vẻ luôn nha. Đây sắp tới server 1004 nó sắp ra đấy anh em. Sắp tới tôi đang đợi, tôi nôn hết trơn bữa giờ đi nè. Đây hình như tới hai mấy này có nè, không biết hai mấy nay mười mấy rồi, còn đâu có chục ngày nữa là tới có bắt đầu ra cái series rồi. Bây giờ mình đang tính toán đội hình trong đầu để không biết đội hình gì giờ. Tướng kim đang dư trong ngày này thì chú bất kỳ nè, năm qua là tôn cơ động bạch đại kiều hán luôn, đủ có con đại kiều hán luôn nè, là ngon rồi đó, là đại kiều hán luôn, là có nghĩa là ông này ông tích là cũng đủ con tướng luôn, cũng ghê đó chứ. Mảnh thì sao? Tiên mã diêm đây có là tùm lum hết trơn nè, dân ngương rồi nè, võ thánh nè,
trong mấy ngày mà tích được con đại kiều hán là ghê rồi. Và chiến pháp chặn ô lộn và thằng thú. Thằng thú thì chưa có con nào lên thằng nha. Quả kỳ lân không sao nè, thanh long 4 sao, bạch hổ không sao, quyền vũ 1 sao nè, thăng hoa 1 sao, thánh côn không sao luôn, thằng thú cốc đang có là bạch trạch không sao luôn anh em ơi. Cái dàn tướng bình thường luôn. Và thằng và chẳng pháp chứ lộn, chẳng pháp đây thì đang tới là được HP 9% nữa mới được chặn đầu tiên à. Chặn đầu tiên cũng 15% HP anh em. Tại vì nó đi HP trước và công sau á. Nhưng khi chúng ta ngưng nạp thì không thể nào có tiền luyện chẳng pháp được. Rồi mình sẽ qua túi đồ nha. Túi đồ thì có cái tích lỗi hay không? Đồ con ngạc này hạng 1 phe luôn đó anh em. Bá thục nha, con ngạc này bá thục. Hạng 1 phe là bá thục rồi. Đây mảnh tướng hoàng kim, đây là mảnh dư 5 mảnh bên tướng hén nữa. Mảnh tướng giật tướng kim nè, tổng quyên nè. Rồi đây đồ đỏ giờ này còn chọn bộ nữa nè. Rồi không có tích lỗ rồi. Vậy là cẩm đi, cẩm đen kim đó là từ lỗ mà ra đó anh em. Ôi rồi hay gì thì phải. Bung lỗ sớm gì là to. Đồng ý thì bây giờ mình không bung lỗ thì mình sẽ yếu hơn chút. Nhưng mà mình bung lỗ thì sau này mình sẽ không có lợi nhiều. Bây giờ mình lấy được 2 cái đúng không? 3 cái đi, ví dụ vậy. Nhưng mà sau này mình gom lại mình lấy có thể lấy được 4 cái tới 5 cái luôn. Mà cộng những đồ khác nữa. Nhưng mà sau này bây giờ nói chung là bây giờ mình đổi càng sớm thì cái tỷ lệ lỗ của mình nói chung là kiểu lỗ rất là nhiều luôn á. Y gan kiểu anh em chơi cổ phiếu chứng khoán vậy đó. Giá mà nó tăng một cái là lụm liền. Rồi bây giờ mình sẽ qua tới cái phần đá và ngọc nha. Đá ngọc thì đang có viên hấp tinh, viên thủ không ạ? Hấp tinh ngăn xương, diệu khắc, diệu thương, diệu khắc, diệu hộ. Rồi chỉ có đúng 2 viên nè. Còn mấy viên khác hình như là không ra, như là thì quyết chi hồn rồi chúc long ô lộn gì quyết chi hồn rồi trùy tâm rồi không có ga viên nào luôn em. Đá này là gặp cẩm đen quyết chiến là tợ không toan dứt luôn. Chờ đợi gì đó anh em thấy không, khi mình bấm nhanh quá thì nó có một kiểu sấy nè, khi mà mình lướt nhanh quá mà mạng lót không kịp đó. Đó nó có cẩm đen sấy nữa kìa anh em thấy cẩm đen không, đó cẩm đen đó. Ồ đã ha, hợp lý. Nếu mà bị lắc đó, đó tình trạng là bị lắc nha. Chứ mình anh em thấy là cái mạng của mình là nó lót, cái mạng mình sử dụng mình nó lót rất là nhanh cho nên là ít cái lắc lắm. Nếu mà anh em vô điện thoại là sẽ thấy cái con đó nhiều hơn. Mình là mình bấm nhanh dữ lắm đó, nó mới bị lắc thôi. Hoặc là BK vô chặn là bị lắc 100% rồi. Ok, mình sẽ quýnh top dưới đi, top 10 nè. Để anh em xem chuẩn bị xem nó nè. Không luôn em, bữa nay sao nó không lắc ta, mấy bữa lắc thấy bà luôn. Bữa nay đúng ngay ngày mình test thì nó lại không lắc cái gì đây. Nhắn giữ vị trí. Quái cả nồi à. Có vụ này nữa. Bữa nay có cái vụ đó nữa. Tính cái buổi à. Hợp lý dữ ha. Đây là Cam Linh View 3. Rồi Cam Linh View 3 gặp con Đổng Nguyên này thì trời trời, thằng giỏi quýnh chết quyên nội kia luôn. Yếu quá gì. Tao quyên yếu bằng 3, nó quýnh nó muốn bằng 3 màu. Ba tặng thổ thương. Không tăng hả, bắt đầu không tăng nè. Chủ không mê mấy cái ông mà chơi không tăng rồi lắm. Tao nên build 3 mà không có ấy nè ha. Đầu nè. Không tăng này thì không tăng. Con hàng này nói chung là đang không có đá cho nên là chỉ có ngán những cái ông mà gọi là những cái ông chơi quyết chiến thôi. Mà mấy ông này không có tăng nữa thì chịu rồi, chịu với mình rồi. Chết mẹ, có khi nào mình thua team view 4 này không ta? Có khi nào? Một tầng thổ thương nè, hai tầng thổ thương nè. Hai rồi đó nha. Nè, ba nè. Ba tầng thổ thương. U chém đâm chính mình không mất máu mà. Chém đâm chính mình không mất máu, ba đúng không? Để coi con hạt này nó sẽ được kích hoạt bao nhiêu tầng thổ thương. Bốn. Năm. Năm tầng thổ thương. Hơi bị ghê.
ba, có khi nào sáu luôn không? Sáu thiệt rồi đó. Rồi năm tầng là chết rồi anh em ơi, không được sáu đâu. Ông kia cũng còn bỏ tấm đen đơn ra nữa, ông chơi nhất không. Này thì nhất kỵ, này thì nhất kỵ. Một chém là bay màu. Rồi mấy ông này yếu quá anh em ơi. Mình hơn ổng chút xíu à. Mình cái này hình như lực chiến ảo gì đâu, tự nhiên mình lên top 3 lực chiến, và trong khi mình lực chiến thiệt của mình đã 71.000 vạn, và mấy ông này đã hơn mình. Ông này 74.000 vạn là top trên rồi đó. Đây Quan Vũ Hén không tăng, chết nữa. Quan Vũ Hén không tăng là chết mình chắc luôn, anh em yên tâm. Làm sao mà lướt chết được, giỏi lắm mà chết anh Kiều. Đây xem cú chém thằng sầu nè, một chém một trăm mấy chục triệu. Rồi né độc ha, không sao, mình còn hai con này là kiểu hai con siêu bờ châu á. Sao quý né dữ người ta, có khi nào thua luôn không, hai cộng dồn rồi đó. Không, chém thường chắc không chết được đâu, chém thường không thể nào chết được đâu. Không sao không sao, trừ khi mình chém mà hụt né cái nữa là thua nữa, trừ khi chém bị né mới thua thôi. Đó đó, anh em thấy phần trăm máu của nó gớt chưa. Rồi win luôn ông này nha, mà ra gì đó giờ để chỉ có lên top 2 mà quýnh thôi, top 2 top 1 thôi. Rồi luôn ông này cũng điêu thục, thục ngô, thục ngô đam chính chu cơ nha. Đúng rồi, cũng hơn cái niết bàn nè. Thật ra không phải hơn đâu, tại vì con ngạc mình tập trung vô cái sổ sớm á, cho nên là bây giờ chưa lên được niết bàn thôi. Chém, trời ơi chém, trời ơi chém. Hôm kia phải để anh Kiều trước, may ra phải để anh Kiều trước mới được. Win luôn, top 1 ngạc BK hết luôn trời. Rồi lẫn môn này luôn rồi hắn. Thật ra là những con ngạc này hình như nãy giờ đem thấy đúng một điều là nếu mà có hén là phi thăng không, y ghen như bây giờ con ngạc này cũng đang có con hén phi thăng không. Ông thích đi ba trận thôi. Ông bỏ ông Tiêu Kiều cho ông đẩy Kiều vô cũng vẫn là ba con thôi. Một chém. Ôi né rồi. Sao? Có thì quyết là xong hết trơn rồi chứ. Còn miếng máu đen lương chắc chết. Trời ơi mắt thọ thương của người ta, thọ thương kỳ quá. Không ổn anh em ơi, không ổn rồi, thọ thương vậy là chết rồi. Ai đâu mà đỡ đam cái pha này. Sao mà đỡ được, vậy là thua ông top 1. Tức, quýnh lại anh em, quýnh lại thêm phát nữa rồi sao. Ủa, ông gì thọ thương có một tầng mà vậy. Cái này xài đơn là win nè, xài đơn là win được. Em không xài đơn thì nhất không à, nhất là phải có rồi, chung là hơi lực đó, nhưng mà kết quả con tầng thổ thương là hơi tệ đó. Còn mà xài đơn đôi khi nó kết quả quyết chiến. Ôi giấc này đam mạnh hơn nãy nè, xong trả nổi bông lôi thì bơi màu đó anh em. Tỷ lệ thắng con ngạc này cũng rất là cao với đối với ông top 1 ha. Đúng là server nông dân mà tôi màng màu S 1400 thì làm sao mà nông dân được em. 1400 mà chơi nông dân chấp mấy ông whip 5 whip 6 cũng được, tạm tạm gánh được. Mấy ông whip 10 11 thì sao gánh anh em. Thiệt nếu mà nói về chơi với một con hàng nông dân whip 0 mà chơi với whip 6 whip 7 á, là ok, tạm chơi được. Whip 7 vừa lên nha, chứ không phải whip 7 mà nửa lưng chừng nha. 7 nửa lưng chừng lên whip 8 nó nhiều lắm. Tạm chơi whip 7 đầu, đầu whip 7 đi. Đầu whip 7 chơi với nông dân mình chơi được, nhân phẩm mình bù được. Và cái tư duy mình chơi được. Mà tới whip 8 nữa thì thôi chịu. Whip 8 mà mấy ông đó không, mà cho dù không có nhân phẩm đi, không biết cách chơi thôi là đủ, là mình đủ ăn hành rồi. Cho nên nó server đặc biệt là không thể nào đủ được rồi đó. Mình chỉ qua server đặc biệt bên 1400 đó, mình chỉ có là xây sao cho nó đúng tem đó thôi. Mình gọi là VK ở cái cụm đó thì thua. Cụm đó là nói chung là 1400 là nó một, là một trong những cái server đầu á. Nó sẽ đánh với những thằng cũ, và từ từ nó mới đánh với những thằng mới, sau này mới đánh thằng mới nha. Phải tầm 2 tháng nó mới đánh được với những cái thằng kiểu 1400 trở lên.
Còn lúc đầu á thì nó sẽ quánh 1.400 trở lại. Cho nên á là lúc đầu mình chuẩn bị ăn thành là vừa luôn. Làm sao mình ra liên server được em, trừ khi chơi bên quần. Quần ít người chơi á, bên quần quần mới được bán, quần mới được ra liên server thôi. Rồi thì video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ. Bye bye anh em.